là một Mobosuit xuất hiện trong series Gundam Seed. Providence là một Gundam có khả năng áp đảo MS đối thủ với lượng hỏa lực dày đặc đến từ Doragoon System. Một số thông tin ngoài lề cho bạn nào chưa biết, Providence nguyên gốc là một mẫu Mobosuit được thiết kế để tập trung vào cận chiến với thiết kế giáp dày và hơn hẳn những Mobosuit khác và một beam saber có kích cỡ khá là lớn được tích hợp chung với tấm khiên ở bên tay trái. Một món vũ khí thứ hai được trang bị trên Providence Gundam đó chính là một cái beam rifle. Thoạt nhìn sơ qua thì các bạn có thể nghĩ rằng là đây là một cây súng rất là gì và này nọ. Nhưng mà rất tiếc là khi mình tra trên wiki thì ngoài bộ kích cỡ, nó không có gì đặc sắc so với những cây súng khác cả. Cho nên rất tiếc phải nói rằng đây chỉ là một cây súng mà Bandai vẽ ra để gắn lên con Gundam cho đỡ thiếu thốn thôi. Khi nói về Doragoon System, phần nhất của Providence Gundam, thì đây cũng chỉ là một cách gọi hoa mỹ để diễn tả funnel system theo như thuật ngữ của OC. Các bạn sẽ có tổng cộng 11 funnel với hai kích cỡ, 3 lớn và 8 nhỏ được trang bị trên cơ thể của Providence. Sẽ có tổng cộng 6 funnel được trang bị ở xung quanh phần vái và 5 funnel còn lại sẽ được để trên bắp khác. Và ngoài ra các bạn còn được tặng kèm thêm 5 effect khi trang bị lên sẽ mô phỏng lại cảnh funnel khi được phóng ra khỏi bắp khác. Mình nhớ hồi mà con Providence này được ra mắt thì Bandai lại cho ra mắt hai phiên bản. Một gọi là phiên bản thường dân là phiên bản mà chúng ta đang review ở đây. Và một phiên bản nữa đó chính là phiên bản Premium hay còn gọi là phiên bản dành cho mấy đứa sang chảnh. Thì khi mà mình điều tra thông tin thì hai phiên bản này nó cũng không khác nhau quá là nhiều. Thay vì một cái base đen xì như phiên bản bình thường thì ở Premium các bạn sẽ có một cái base mang logo Zaf và thêm một tờ đề ca nước nữa thôi. Khi nói về nhược điểm thì mình có thể nói là trong khoảng thời gian mà mình bỏ ra để vọc con Providence này, cụ thể là đâu đó tầm 10 phút, thì chỉ có 3 điểm nho nhỏ là làm mình không hài lòng cho lắm. Thứ nhất là phần vi phiên khá lỏng, cần phải được gia cố thêm. Thứ hai là bộ ống xả được đặt ở dưới phần thân, chất liệu được làm bằng su, cho nên là không thuận lợi cho lắm về việc sơn. Thứ ba là về tay cầm của beam rifle. Có thể nói là vì phần tay cầm này có thể đẩy về phía sau, cho nên là con Gundam không thể nào cầm nó một cách chắc chắn được, mặc dù sử dụng hệ thống bàn tay mới của Bandai. Còn những chỗ tưởng chừng như nhược điểm như là bộ bát phát khá là to thì lại được bộ frame cứng cáp cộng với lại bàn chân có chiều dài hợp lý hỗ trợ cho nó có thể đứng trên mặt đất mà không gặp vấn đề gì nhiều. Và ngoài ra thì adapter của phần base đã được đặt ở sau lưng thay vì là ở dưới háng, cho nên các bạn không gặp vấn đề gì quá nhiều với việc trưng bày, và ngoài ra thì nó còn tăng tuổi thọ của cái chốt base hơn. Khi nói về biên độ cơ động, chúng ta có đầu trên một khớp cầu và cổ trên một khớp gập, cho phép đầu có thể gập lên được như đây và xuống được như đây. Phần bắp phát có thể kéo lên phía trên nhờ hai khớp gập và một chốt dọc cho phép nó có thể bẻ sang trái hoặc sang phải. Vai có thể đẩy lên, đẩy xuống và đẩy ra ngoài được một tí. Giáp vai di chuyển tách biệt, cánh tay đẩy ra ngoài, bắp tay xoay và tay gập trên hai khớp. Cổ tay có hai khớp cầu, một là ở phần giáp và một là ở bàn tay. Phần thân có một khớp gập ở thân trên và một khớp gập ở thân dưới, có thể bẻ sang trái hoặc sang phải. Có cockpit có thể mở ra được. Bụng có thể xoay. Váy trước cho một khớp gập và một khớp cầu cho phép đẩy lên và đẩy ra ngoài. Váy ngang cũng tương tự, cho phép các bạn đẩy lên và đẩy ra trước ra sau. Váy sau chỉ đơn thuần là hai chỗ cắm funnel, cho nên là xem như không có. Phần háng có một cơ chế kéo xuống cho phép các bạn đá lên khá là cao. Sọt rất là tuyệt vời và đá về phía sau cũng rất ổn định. Chân gập trên hai khớp. Giáp chân có thể di chuyển nhẹ. Cổ chân có thể gập, xoay và điều chỉnh độ nghiêng. Mũi chân có thể gập lên một khớp và gập xuống hai khớp. Và đó là tất cả những gì tôi muốn nói về con MG Providence 2.0 này. Nói chung là từ cái tập phim mà con Strike nó không còn lên sóng nữa thì tôi cũng chả quan tâm gì đến cái dòng đến cái phim Gundam Seed này. Nhưng mà nói chung là khi mà cầm vào con kit á, thì có thể nói là nó khá là đầm tay. Cái bộ frame khá là cứng cáp, biên độ cơ động rất là ok, vũ khí của nó thì cũng khá là vừa phải. Nó cho các bạn đủ đồ để cho các bạn chơi đùa và phá và cũng có thể trưng bày thoải mái, chứ cũng không có cho rườm rà quá cho các bạn mất công phải giữ đồ cho mày. Cho nên là tôi cũng phải gọi là khá là hài lòng với con này, mặc dù nó vẫn còn những cái lỗi khá là nhỏ nhỏ, cũng không có đáng để cho nó nhiều cho lắm. Cho nên là đây là một con hàng làm cho tôi rất là hài lòng và tôi xin cho nó một con 10/10. Và đó là tất cả cảm nhận của tôi về con MG Providence này. Hãy cân nhắc việc bấm đăng ký và bấm cái chuông để tiếp tục theo dõi những cái nội dung mà Ken đưa ra.
Và đó là tất cả những gì tôi muốn nói trong bài review lần này. Hẹn gặp lại các bạn trong clip lần sau.